cái ổ sổ keo đó. Làm rứa. Xác thực nó đâu? 300 tiếng và 300 nghìn. Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Ăn Nhịn của mình đi. Xe mình đi lên dốc này mà bị mất lại rồi này. Anh em đang kéo thời đây. Bạn xem thời thế này. Chở keo lên cái này mà mưa dần các bạn nha. Em biết. Thiếu nữ. Tôi giấy tờ. Tờ căng quá. Một tờ luôn đâu. Hai bữa nay mưa giông cho nên là đường khó đi các bạn. Đỡ giữa con đường. Trời mà xe chạy mình không nổi các bạn ạ. Buồn quá trời. Lùi lên tay đây ơi. Để xe lùi nhá, tôi rước xe, tôi chắn cái xe đó lên đi. Theo heo lên chiếc xe đi kinh sọt ơi. Nên đang kéo trời rồi. Xe căng quá. Kéo xe nặng quá chạy mình không nổi. Cho con lùi xí được không ta? Kẹp dây xích rồi. Tay cái lóc cắt bữa keo đã. Giờ trời càng tình quá đi. Ủa bất giờ cây keo ngó rồi. Rồi em đi. Hồi nãy là nó dẹt chiếc xe ra kia nè. Nó hẹo đi nè. Sổ keo đó, làm rứa. Xíu này sổ keo đó. Sổ nửa dưới rồi. Cầm lại đây, cầm lại đây. Luôn đi. Luôn đi. Luôn đi. Luôn đi. Luôn đi. Luôn
Đắt cũng mới múc. Chạy lên đi, nhá tôi luôn chạy lên đi. Không tụt nữa rồi. Ngót cái xe đi 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 ngót. Lùi xuống đi, giật cái lăng tù hết luôn á. Kẹp mi kẹp thôi nói nữa mà. Thấy là đồ đều chứ giờ. Kẹp tới nói, kẹp tới là chỉ gắt bốn đi. Được được, gắt bốn đi được. Gần sổ rồi. Nhắm đây, nhắm đây. Kẹp tắt rồi, kẹp mất tay lái rồi các bạn. Ê là lùi lùi nhẹ thôi, giật giật con cột keo á. Em chờ bỏ đó cho cái đường này là mới múc vừa rồi khó đi các bạn nha. Mưa nữa. Trời nay em phụ nha. Bữa có đá to to nè. Vừa. Xe ra đây, xe ra đây. Này đường các bạn, đường mới múc sửa lại này cho nên nó khó đi, rất khó chịu lắm. Xe nó mạnh.
khỏi cái con dốc này rồi các bạn nha. Hai, 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 hai,